Thưa quý vị, khoảng 2 ngày nay thì trên các trang mạng xã hội có một clip được hàng triệu người xem và chia sẻ, tạo nên một sự hoang mang. Đó là clip cho rằng ở Việt Nam đang có loại xoài làm từ nhựa, nguồn gốc từ Trung Quốc. Nhiều người xem xong clip đã ngay lập tức tin rằng đang tồn tại một loại xoài nhân tạo trên thị trường. Trong video clip được tài khoản Facebook có tên là Dương Thành Nam đăng tải, một người đã thử nghiệm với nhiều quả xoài mút bằng việc là gọt phần thịt rồi để lộ phần hạt bên trong ra. Theo chủ nhân đoạn video thì những quả xoài mút này không hề có hạt mà chỉ có phần lõi. Nếu dùng dao tách dọc phần lõi quả xoài thì sẽ thấy bên trong có một vài mảnh giống như ni lông khá mỏng. Từ đó người này kết luận đây là xoài nhân tạo do Trung Quốc làm giả. Đoạn clip được đăng tải và chia sẻ nhanh chóng đã khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, đã có người dùng mạng xã hội chỉ trích chủ nhân của video clip trên rằng không tìm hiểu sự việc, tìm hiểu nguồn gốc mà đã vội vã kết luận đổ oan cho quả xoài mút vốn được người dân miền Tây trồng khá nhiều. Trao đổi với phóng viên Chào Buổi Tối vào chiều nay, ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng khẳng định lớp màng trắng giống như ni lông là lớp màng tự nhiên của quả xoài mút có tác dụng bảo vệ hột xoài. Đây là đặc điểm sinh học rất bình thường của quả xoài mút. Ông Ma Quang Trung còn cho biết thêm, thông tin thất thiệt này có thể khiến người trồng xoài ở các tỉnh như An Giang, Kiên Giang lao đao vì hiện đang là mùa thu hoạch loại xoài này. Các chuyên gia cũng cho biết, việc làm giả một quả xoài chắc chắn sẽ tốn kém hơn giá bán của xoài thật. Hiện 1 kg xoài mút có giá chỉ khoảng 30.000 đồng.